Chú ơi. Anh đi đi anh ơi. Đi xí đi. Đi trời ơi. Đi xí đi. Đi xí đi. Sao đấy? Anh đi xí em. Anh đi đang làm nhảy gì? Mới hôm 3 Tết đi xí đi. Anh làm gì này? Anh đi đang có việc, đi ra cho khác. Nào. Ôi. Ít thế nhỉ? Bây giờ là không khắm. Anh em anh mày. Anh đi thôi. Con này cái em to to đi chứ. Vì thằng giúp em rất là hợp và phải sự nghi ý nhưng mà anh cho tao phải. Ôi, sai. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này đó. Đấy chưa? Được chưa? Đâu rồi đòi nhá. Ô, tức con em. Đi gì thằng mấy con em đây. Cũng giải phết. Anh vừa 4 triệu xong. Cái gì mọi người ơi? Để xem nào. Ủa? Anh ơi. Anh chơi anh nhờ chị đây. Này. Cô đi me này. Chán cái ông Kiên nhà anh nhỉ. Sang thứ 1 giờ ăn. Chứ thấy gì xì đâu cả. Một ăn hết nguyên con gà. Mấy con gà. Từ hôm nào sang hết một con gà nhỉ? Ừ. Kìa. Hả? Cái gì? Dạ anh kia đi. Bây giờ từ mùng 1 đến mùng 3 bây giờ anh ạ. Thì luôn đến nhà em ăn trực hết mấy con gà rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn đang xem TV kìa. Nhưng mà em chờ lì xì mãi không cho. Đúng rồi, mà. Anh em mình xem thế nào hôm nay? Lì xì mày à? Đúng rồi. Từ mùng 1 đến mùng 3 bây giờ. Tao còn chưa được lì xì đây. Nhưng mà quay em chưa lì xì luôn. Bây giờ anh em mình phải sao á? Nói lì xì. Bây giờ nói lì xì, anh chưa lì xì anh luôn á. Chưa. Đâu được ai lì xì đâu. Có em nói cái kiểu chúc chúc đi. Ui, cứ bỏ cả bơ đi. Mùng 1 trang chúc, mùng 2 trang chúc, mùng 3 trang chúc cũng đéo lì xì. Đấy, ông ấy im im. Chúc liên tục. Sang ngày nào hết một con gà thì chúng chán thật. Chào anh chị. Anh Kinh. Năm mới chúc anh sức khỏe. Năm mới sức khỏe. Chúc anh sức khỏe. Năm mới sức khỏe. Thế mày vừa chúc tao mà mày thức tiêm của em rồi đấy rồi. Con này ngoan này. Đấy. 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 Ăn hết nhà chị mấy con gà cũng chả biết ý gì. Đến nhà em rồi anh phải gấp ý lì xì bao gì chứ bao đỏ bao ấy chứ. Là sao? Anh ngồi ăn đến nhà em từ hôm một đến giờ ăn mấy con gà rồi ấy nhở? Đúng rồi. Sang một mình vừa hết con. Sợ thật. Ăn cơm xong thì cứ đứng lên ngồi xem TV thôi mọi người không ạ? Tóm lại mày đi nào chứ mày nổ luôn đi. Mà vô à? Mày nổ đi. Ô anh có thêm hiểu á? Dạ anh. Nào cứ hiểu chứ mày nổ luôn tiếp nhiên đi. Dạ. Anh người lớn anh phải biết ý chứ. Đúng rồi. Bọn em một bé này anh lớn anh phải biết ý gì. Anh ý này tao với con nào tao gà này không ăn gì. Không à, em không cần cái đấy chờ. Cái báo túi túi đỏ đỏ đấy. Cái gì nhở? Cái gì? Ấy à, hiểu ngay vấn đề. Ôi mi ai? Mi ai là cái gì á? Đúng rồi đấy. Đúng rồi gì nữa. Chúng mày nói mẹ luôn là lì xì đi, chúng mày bằng ba con mua. Lâu rồi anh thì nhiều. Năm mới thì em thì... Năm mới thì em thì... Năm mới thì... Nhưng mà em còn bé mà anh. Chúng mày không lì xì anh thì thôi. Chúng mày lì xì cho anh đi, anh lớn thì hai điện. Nani? Nani? Omae wa mou shinde iru. Cái phong tục nào ở đâu là người lớn ấy. Nhưng mà chúng mày có tiền rồi, chúng mày lớn có đồ mà lì xì cái gì nha làm gì quá. Có tiền không có, nhưng mà người ta mới lì xì nhau để lấy. Chứ anh mà chưa lì xì thế này. Mới cả. Chứ là hôm nào thế này. Hôm nay mùng 3 rồi lì xì cái gì hết Tết rồi. Vẫn còn Tết. Mùng 1 qua tối mùng 1 hết Tết rồi. Nhưng mà anh ơi, em thấy hơi thân thật đấy. Đúng rồi em. Đúng rồi. Anh sang nhà em từ mùng 1 đến nay mà em thấy anh im lìm anh chẳng. Mỗi ngày hết một con gà, sợ thật mà thái tính nói gì. Chưa nha, chưa nha, anh sẽ ăn cơm hết một con gà, vừa nãy ăn xong hết một con gà đúng không anh ạ? Bố mày mời anh thì anh chả ăn. Bố mày mời anh thì anh chả ăn. Anh biết ý đi, nó còn bé. Tình cảm thì anh em vẫn còn, nhưng mà gì cũng
Trời ơi. Không mà anh không có ăn gì cả. Thế mà anh em mình là gì nhỉ? Chúng mày mẹ lớn hơn tôi, chúng mày còn đi gì vô duyên. Không mà chúng mày ở đây chúng mày chơi đi, anh với Thị Thư đi vào đây. Anh đi gì cho em trong nghĩa là đi đâu? Vào đây nghỉ đi chứ. Ôi gì bây giờ đấy. Này, ta bảo này, ta bảo này, thấy chưa? Người anh này chưa? Trang, Trang buồn nói. Anh ở đây chị đi ngủ chứ? Vâng. Vậy ngủ rồi. Bây giờ để em ngủ nhá. Chào anh ạ. Đi đi. Nào. Cái trời. Lý Sĩ. Lý Sĩ. Lý Sĩ. Lý Sĩ đi. Trời ơi. Thôi. Anh đi đi anh ơi. Đi đi. Cái trời ơi. Đi đi đi. Đi đi. Chào đấy. Anh đi đi em. Anh chị tôi đang làm nhảy đi. Mới ba Tết đi đi đi. Anh làm gì này? Bị điên rồi. Anh chị tôi đang có việc đi ra các bác. Ui. Thôi thôi đi đi. Đi đi đi. Gõ cửa tiếp. Đi đi đi. Anh Anh giúp em rất hợp và phải sự nhí nhưng mà anh cho tao phải. Ôi thôi em, không có đâu. Em ôi, ta sai. Đơm rồi, cái này nhá. Được chưa? Đơm rồi nhá. Ô, thế còn em? Em đi xì mấy cam em đây. Đưa mấy cam em đây. Bây giờ nhá. Giải phết. Làm phiền anh được chưa? Anh vừa 4 triệu xong. Mấy lì xì mọi người ơi, để xem nào. Anh ơi, anh chơi anh ở gì đây? Này, tôi cút đi mẹ này. Tiền gì đây? Tiền gì đây? Không, 3 triệu gì không lấy tiền này đâu. Không lấy tiền này đâu. Tiền này không được đấy. Anh à? Này. Mọi người, anh ơi. Chúng mày hả? Sao? Tiền này à đấy? Không, không lấy tiền này. Cái khủ anh vẫn tiền cái này làm sao? Cái khủ khác. Em khác. Tiêu việc cơ. Thế này ra cái này. Đây đây đây. Đây đây. Một áo này cái gì? Hai là anh đi về. Tao bảo rồi. Hôm qua các cụ vừa mới alo tao bảo con này để cho các cụ mới đồng này để các cụ tiêu mà tao vừa mua cho tiêu xong. Khi nào em qua đời em tiêu việc này chứ. Bây giờ nghe. Tôi nghe. Tôi hết tiền rồi. Đây đây đây. Còn có tiền đâu? Anh sang nhà người yêu chơi không đăng tiền à? Anh thật chứ bây giờ anh em sống với nhau tình cảm là chính chứ tiền này. Anh em ơi, Mã Quỳ giờ đâu nhỉ? Mã Quỳ giờ. Đây. Mã Quỳ giờ đâu rồi? Anh em thì tình cảm cũng quá thôi, em cũng có Mã Quỳ giờ. Mày thằng nhà nhà vẫn phải bánh chịu à? Vâng. Giờ anh mà không lịch xì là rông đấy. Anh tin đi. Thế là bánh đâu ạ? Nhà không bánh giờ đây. Nhà anh bánh đi. Trả tiền lịch xì đây. Người yêu của nó lì xì. Trả tiền lì xì đây. Nhanh
nhanh lên. Người yêu đi. Đây bay đi. Bắt xì hết. Bay đi. Bay đi. Quy ra đây đi. Quy ra đây bay đi. Bay đi. Quy ra đây bay đi. Nào. Quy ra đây. Đấy. Thôi. Nhá chuyển cho một thằng 2 triệu. Thôi 2 triệu đâu không nữa, đâu không nữa. Rồi. Rồi, đấy. Đến chưa? Thằng này đâu? Mẹ mày số mày ơi mà dài đi. Đâu mày dài nhá. Tinh tân. Rồi. Rồi. Tinh chưa? Mình biết gì chưa? Cộng 2 số kia. Một số thôi. Thêm. Rồi. Ui. Thế nào? Của thằng nào nữa? Của thằng nào nữa nằm đi. Đồng lắm, khổ. Cứ gì về cứ sao? Cứ chuyển luôn rồi, có thằng này con của em. Camera men thì chứ. Rồi. Chưa? Yeah. Đi anh ơi! Lấy xe tay đi, anh em đâu lấy xe đi tay đi. Đi. Lấy xe bạn,